Anh chị em thân mến, Chúa Nhật thứ 4 mùa chay chúng ta được mời gọi nhận ra Đức Giêsu là đường đưa tới ánh sáng, là sự thật và là sự sống. Đức Giêsu đã nói: "Tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." Những lời này vừa là một lệnh truyền, vừa là một lời hứa. Không ai lại muốn bước đi trên con đường tăm tối, vì khi đó người lữ khách luôn phải hoang mang lo sợ, họ không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Trong cuộc sống cũng vậy, tương lai nằm ở phía trước, nó giống như con đường tăm tối, vì không ai có thể biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Chúng ta vẫn luôn phải bước đi trong sự dò dẫm. Chúng ta là những người hạnh phúc vì đã có Đức Giêsu dẫn lối đưa đường, và lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Anh hãy đến hồ Siloác mà rửa." Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: "Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao?" Có người nói: "Chính hắn đó." Kẻ khác lại rằng: "Không phải đâu, nhưng là một đứa nào đó giống hắn thôi." Còn anh ta thì quả quyết: "Chính tôi đây." Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giêsu trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra, lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pha-ri-sêu hỏi thêm một lần nữa: "Làm sao anh nhìn thấy được?" Anh trả lời: "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát." Kẻ khác thì bảo: "Một người tội lỗi làm sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?" Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ hỏi lại người mù: "Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ." Họ đối lại: "Mày sinh ra trong tội ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư?" Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: "Anh có tin vào Con Người không?" Anh đáp: "Thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin?" Đức Giêsu trả lời: "Anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây." Anh nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay cho thấy sự bi đát của người phải sống trong tình trạng mù lòa. Tuy nhiên, sự mù lòa không dừng lại ở tình trạng thể lý, nhưng còn mù quáng trong việc nhận biết, nhận ra sự thật và bước đi trong sự thật. Anh mù bẩm sinh được chữa cho sáng mắt. Anh nhận ra Đức Giêsu và tin người là Con Thiên Chúa. Khi gặp lại Đức Giêsu, anh đã nói: "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Trái lại, những người Pha-ri-sêu sáng mắt, nhưng họ bị thành kiến che mờ tâm trí. Nơi những người Pha-ri-sêu chất chứa sự kiêu căng và ghen tị, nên không nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu độ. Vì thế họ tự biến mình thành những kẻ mù quáng. Người mù là thể lý thì luôn khao khát được nhìn thấy, còn người mù quáng vì không biết mình mù quáng nên không cảm thấy cần được cứu chữa, cũng như không mong ước thoát khỏi tình trạng mù quáng của mình. Hôm nay chúng ta được mời gọi hãy duyệt xét lại bản thân để nhận ra sự mù quáng của mình. Điều gì đang ngăn cản tôi nhận ra Đức Giêsu là ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa? Điều gì đang ngăn cản tôi bước đi trong ánh sáng của chân lý và sự sống nơi Thiên Chúa? Amen. Đêm mà thôi đi trong hoang vắng.
mắt tôi cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngài mở mắt tôi cho tôi thấy một mùa xuân mới. Mặt trời sẽ lên đem ánh sáng tin yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mở lòng thấy yêu thương mọi người. Khi tôi sinh ra mắt tôi sáng như vì sao, nhưng tôi vô tâm cứ lo sống cho riêng mình. Chung quanh anh em đói cơm khát khao công bình, tôi cứ luôn sống rất vô tình, lòng lạnh giá chưa cả ước mơ. Ngài mở mắt tôi cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngài mở mắt tôi cho tôi thấy một mùa xuân mới. Mặt trời sẽ lên đem ánh sáng tin yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mở lòng thấy yêu thương mọi mà thôi. Đi trong hoang vu biết đâu lối đi đường về, ôi thân cô đơn sống trong bóng đêm ê chề, nhưng Chúa thương đến bên vỗ về và Ngài đưa tay chạm mắt tôi. Ngài mở mắt tôi cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngài cho tôi thấy một mùa xuân mới. Mặt trời sẽ lên đem ánh sáng tin yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mở lòng thấy yêu thương mọi người. Ngài mở mắt tôi cho tôi thấy tình yêu của Ngài. Ngài mở mắt tôi cho tôi thấy một mùa xuân mới. Mặt trời sẽ lên đem ánh sáng tin yêu vào đời, cho môi mãi thắm tươi nụ cười, mở lòng thấy